Vụ bà Phương Hằng, Công an thành phố Hồ Chí Minh làm việc với YouTuber Quỳnh Như. Sáng ngày 18 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với Bùi Thanh Quỳnh Như, Quỳnh Như Vlog. Trước đó, Quỳnh Như được biết đến rộng rãi khi cùng bà Nguyễn Phương Hằng livestream xúc phạm nhiều người nổi tiếng. Quỳnh Như vốn được biết đến với những đoạn video chia sẻ về ẩm thực, nghệ thuật trên kênh YouTube Lang thang đường phố. Tuy nhiên, sau đó, Quỳnh Như tham gia bàn bạc về những vấn đề xã hội đang được nhiều người quan tâm. Trong vụ lùm xùm giữa bà Nguyễn Phương Hằng và nhiều người nổi tiếng, Quỳnh Như nhiều lần tham gia livestream cùng bà Hằng. Quỳnh Như cũng tự livestream, đăng tải nhiều video giới danh nghĩa bóc phốt các nghệ sĩ, thể hiện thái độ ủng hộ bà Phương Hằng. Tuy nhiên, khi đến vụ bóc phốt tịnh thất bồng lai thì giữa Quỳnh Như và bà Phương Hằng xảy ra mâu thuẫn. Sau dặn nứt này, Quỳnh Như đã rời kênh lang thang đường phố và lập kênh youtube riêng. Trong nhiều video sau này, Quỳnh Như đã gửi lời xin lỗi đến nhiều nghệ sĩ đã bị xúc phạm, nhận sai và xin được tha thứ. Tuy nhiên, Quỳnh Như cũng bị bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức ca sĩ Vị Oanh, ông Nguyễn Xin tố cáo về hành vi vu khống xúc phạm danh dự cá nhân. Mới đây, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Theo đó, bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác, trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Quá trình điều tra, bà Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác. Mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra và phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, PA05, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với một số người liên quan như tiến sĩ Đặng Anh Quân, luật sư Nguyễn Đình Kim, võ Minh Điền, chủ kênh YouTube Điền Võ Vlog, để làm rõ có hay không vai trò đồng phạm với bà Nguyễn Phương Hằng khi livestream xúc phạm danh dự, uy tín của người khác.